chuồng nổ, chạy ra chuồng nổ. Chết. Tôi nói chết đây. Ông vào hử đi. Mày 87B hoặc là 82B gì. Nhỏ này AFK gì vậy? Học hết chắc có gì không? À, tiểu liên tôi 120 rồi, còn chúng trùng 119 à. Có địch. Số 2 kìa, số 2 có địch. Trên nóc nhà bắn yếu rồi. Không có keo, không có keo hết keo rồi, hết keo rồi. Không luôn, đi ma lốc à. Lết lết lết, cứu được chạy đi, chạy đi, chạy đi. Có gì để tôi hỏi chạy con vợ sao cho. Không, không dính luôn. Tôi đâu có đâu. Rồi. Không, tôi đâu có đâu. Mình ngồi ở ngoài combo gì đi. Ê. Ê đặt keo âm lên, kệ kệ con có. Ôi bay rồi. Không sao không sao, kệ đi không sao. Với tôi đâu có lượm đồ nhiều đâu, có cái ba lô 2 với keo AUG với keo UMP à. Con trái keo màu à. Đâu có đâu, đâu có người đâu. Kệ kệ kệ. Dạ có người cơ. Cái nhỏ số 1 này bắn cầm thuốc lũ với cái FPD sao bắn lại người ta. Ông chuẩn bị ăn cơm vậy? Ông ăn cơm nó vậy? À, tôi cũng chuẩn bị ăn nữa nè mà tôi cúng nó chết bạn này tôi cũng nghỉ rồi. Double kill. Triple kill.
Đủ quá, ba kêu có không? Quá trời bắn này, chạy này còn 7 người nữa. Quadra kill. Để bắn hồn kêu rồi. Bắn hồn. Gác. Nó có đâu cái sao? Lùng má. Mày còn sống nữa không? Không.